Vào lúc 11 giờ ngày 2 tháng 7, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất kem Hòa Bình ở số 1 ngõ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh do ông Nguyễn Văn Nhàn sinh năm 1958 làm chủ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở sản xuất kem có nhiều sai phạm như không đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, nước thải xả ra môi trường không được xử lý. Đặc biệt, cơ quan công an còn thu giữ 100 lít dầu tạo hương vị kem không rõ nguồn gốc, 500 hộp giấy mang thương hiệu kem Tràng Tiền. Chủ cơ sở vi phạm khai nhận vì trục lợi đã làm nhái sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng bán cho người tiêu dùng. Được biết, mỗi ngày cơ sở này sản xuất và cung ứng ra thị trường từ 3.000 đến 5.000 que kem không an toàn.